lên đó kìa, đi xuống lên làm gì đâu không à, thôi về nói vậy thôi chứ giờ hết biết phép rồi. Này chỉ nước là mua là cho bà giày viên vua ca uống cho nó sổ lãi à. Quá chừng quá đắt luôn. Giờ sao giờ tắm không, tắm đưa bộ đồ khác cho thay hả, đồ tôi mua tắm không? Không. Rồi vậy thôi không tắm rồi, trả lời thẳng như luôn không tắm luôn hả? Không tắm luôn, tắm cho 50 ngàn lấy không tắm không? Trả lời thẳng luôn trời, không tắm luôn, cảm ơn nha. Chị tắm tôi sạch đó. Chào cả nhà nha. Giờ Thanh Liêm gặp đẹp đây nè. Đó. Cùng với cái xe nè.
xé ở cho chị đẹp. Bộ 850 mỏ. Ê ơi. Sang như vậy. Mua xong rồi tắm xong được luôn. Trời ơi. Sao mình mua đồ rồi mình phải giữ lại mặt chứ. Mai mốt mua đồ giữ lại mặt cho chị đẹp. Nha chị. Lòng ngoài đường không có cô chú anh chị đó chạy đó vậy đó đó, đêm hôm mà đem về rồi bắt đầu tối lại là chỉ đi vô, chỉ kêu ống lên ra rồi chỉ bắt đem đi, tại vì cái cửa hông bên khách sạn Bình Văn đó là người ta mở tới tối người ta mới mà đóng đó, đi vô kêu bắt đi. Bỏ bao nha, bỏ bao nha, bỏ bao nè, bỏ bao nè, uống xong rồi.
cơm nè, rồi mua sữa cho uống nha chị đẹp. Biết sao không, mình đi á, mình đi làm nguyên ngày vậy nè đó, bụi dữ lắm ha. Rồi mình ngủ cũng vậy nè, mình lựa chỗ sạch mình ngủ. Biết rồi, biết nhưng mà có làm không? Rồi vậy chứ sao em lên là có tắm không? Phải tắm nha. Bữa không? Bữa nào sao? Lên hả? Một hai bữa nữa em lên. Lên à, em kêu chị tắm nha. Gửi mình bán rồi bây giờ tự ý mình bắt lại mới gửi là sao? Không bán à. Có bán 30 tờ giấy số không? Còn giấy tờ ở đây luôn nữa nè. Có ký tên luôn. Thấy không? Bởi vậy viết thì nó ngang thấy ghê luôn á. Bán 30 tờ giấy số. Thấy chưa? Rồi ráng mà ôm đó mà nuôi luôn đi, chứ là từ đây về sau là không ai mua lại nữa đâu. Đi đâu nữa vậy? Đi buổi đời. Nói với mẹ nó chơi nhà Grab luôn kìa. Đó, 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 đó. Đó, ông lên với mẹ nó chơi nhà Grab luôn rồi. Trời ơi. Ui, ghê quá. Mày làm gì vậy? Giờ nó rõ nè. Hồi đó có bán con chó không? Hả? À, hỏi đây là không phải là bắt nó lại. Giờ sau này chị có kêu bán thì cũng không có ai mua lại nữa đâu. Việc của chị là trả lại cho chị đó nha, để chị khỏi vô chổng chị canh me chị bắt hoài. Bây giờ làm rõ nè, hồi lúc trước có kêu bán lấy 30 tờ giấy số không? Không. Thấy không, bởi vậy miệng mồm, thấy không, còn giấy tờ khán giả đang coi luôn nè. Trời ơi, tao nói kìa, con đẹp thì sao nó ngang ngược kìa, bà quá trời bà ơi. Nói chuyện ngang không ai nói lại ngang bà luôn. Rồi lúc nãy là có bạn tôi không nói quần áo mà nói quần áo cho gì rồi lấy lại, ai lấy quần áo bà lại mà bà ra mà nói cái câu là cho bà xong rồi lấy lại. Từ trước giờ người ta cho chị biết bao nhiêu đồ, có ai lấy cái gì của chị lại không? Chị không mặc chị đem chị dục bỏ mà chị đỡ thừa người ta lấy. Nó thấy chưa? Tụi mày đi mà. Nó. Chưa. Vậy đó, ta cho biết bao nhiêu luôn, bây giờ trách móc nói ta lấy đồ lại, không ai mà lấy đồ của chị nữa. Thậm chí bây giờ con ốc đem mà còn không muốn giữ lại của chị nữa. Ông không muốn giữ sao qua nay để sao tôi làm vậy? Làm gì? Bây giờ ở Long Xuyên là đường phố là của người ta, giờ của chị hay gì người ta không cho ta đi theo, không cho ta đi. Người ta cũng đâu có bắt lại của chị làm gì đâu. Tôi đã làm cái video hôm trước rồi, tôi đã nói rồi là tôi không có bắt nó lại. Của chị trả lại chị khỏi canh. Tại vì á, bây giờ bắt lại đây rồi chị cũng đi mua cái khác à. Đó, thì khán giả cũng đồng ý rồi. Khán giả nói của chị đẹp, trả lại cho chị đẹp. Rồi xong, không ai lấy của chị. Và sau này mà chị có kêu bán 50 tờ hay 100 tờ với số cũng không ai mua chứ á. Mua rồi đây rồi mai mốt rồi nói lại, ừ giờ nói lại thêm cái chuyện là nói là ừ tôi không có bán. Giữ thằng chưa, bán ký giấy đồ hết trơn luôn rồi. Bắt đầu bây giờ lúc đó ý sợ gì là còn ký nữa mà bây giờ còn nói vậy nữa. Mà tôi hỏi thiệt, ai lấy quần áo chị mà chị lên chị nói là ừ cho chị xong rồi lấy lại, chị không mặc nữa toàn là chị đem đi bỏ không, bây giờ chị nói ta lấy lại biết bao nhiêu quần áo người ta cho luôn, thậm chí đồ mới cũng có nữa. Trời ơi, nhớ lúc ở trong nhà trọ chị Yến, cái chị Mạnh Thường Quân ở Long Xuyên gửi những cái quần áo với dép tốt không, mặc dài ba bữa mang dài ba hôm đem đi bỏ hết trơn của người ta. Rồi lúc trước nữa lúc nào là mấy chị ở nước ngoài đồ gửi về cho chị, nói chung là rất là nhiều cái câu chuyện mà nói về chị luôn đó thiệt. Cái gì cho chị xong cái chị nói không có cho,
Rồi mà cái hôm mà chị ra chị gặp bà con tôi uống cà phê ban đêm, ta cho chị 500.000, sáng khán giả hỏi lại có cho chị tiền không, chị nói không cho. Trời ơi, thiệt là tình luôn ấy chứ. Quá thế rồi, bây giờ quá hiểu Ngọc Đẹp rồi. Hết thuốc rồi. Chị giờ chỉ còn cho uống Fugaka sổ lãi thôi, chứ ngoài ra là không cho gì nữa cho được á. Uống một lần 3-4 viên cái gì cho nó sổ. Quá trời lãi dung ở trong bụng, bây giờ ngồi đưa ra tới trước luôn rồi kìa. Bó tay. Trời trời, nghĩ sao hôm nay nói câu lấy quần áo lại trời, đưa xong mặt rồi lấy lại. Trời ơi. Em nói chị nghe nè, đồ chị mặc rồi không ai dám đụng vô đâu. Đừng nói người ta lấy, tội nghiệp người ta. Không ai dám đụng đâu. Đừng nói người ta lấy, tội nghiệp. Nói vậy đó rồi mai mốt ai dám cho đồ mình nữa. Rồi nãy còn nói thêm cái câu rồi giờ không cần. Mai mốt tôi muốn mặc tự tôi mua. Để thôi rồi cho đây rồi lấy lại. Chứ không phải là mình bán đây rồi giờ tự nhiên mình nói ngang, mình nói chó mình không bán. Mình nói ngang với người ta giờ mình nói vậy đó. Bó tài thiệt chứ. Trời ơi, nãy có bạn tôi bêu xấu tôi thấy gì trời, nói tôi cho đồ tôi lấy lại trời. Bởi vậy tôi nói còn chiếc xe đạp tôi không dám cho luôn. Rồi mai mốt đây mắc rồi cái nói tôi ừ cho xong lấy lại, thôi tôi để chiếc xe đạp nhà tôi ngó luôn. Ý sợ đồ gì giữ xong trả lại hết trơn mà còn nói vậy phải không. Thì chút xíu nữa đây Thanh Liêm sẽ chia sẻ cái video cho cô chú anh chị theo dõi nha. Đó, để thấy được mà chị đẹp bây giờ quá trời thay đổi tính tình nè, nói ngang nói ngược lại hết trơn. Từ đồ đạc quần áo bây giờ cho đến thậm chí tới con ốc len luôn bán rồi, có ghi giấy ký tên ký nhận đồ tôi là Trương Thị Quẹt có bán luôn nữa đó nghe, cuốn sổ còn giữ ở nhà kìa. Mà bây giờ nói ngược lại là tôi không có bán, gửi ông nuôi. Dễ sợ thì trời, tôi sợ bà thiệt cái chị đẹp ơi, không biết bà có sợ tôi không biết nữa. Bây giờ mai mốt không có kêu đẹp nữa, kêu là Trương Thị Quẹt nha. Kêu là chị Quẹt chứ không còn kêu là chị đẹp nữa. Bà là chị Đại Long Xuyên đúng nghĩa luôn rồi đó. Quá trời. Bây giờ mà nói gì tới chị đẹp đề cập đến là phải có tiền. Có tiền mới chịu. Đi tắm giờ cũng phải là 12 tờ giấy số mới chịu. Trời ơi có giá thấy ghê. Vàng 4 số 9 đó nghe. Vàng này của gà trống mới chứ vàng của ai. Đã vậy gà trống còn không thèm ngó nữa. Trời ơi vàng, ý đưa vàng cho gà trống xài không nữa mà cuối cuộc bây giờ gà trống còn không ngó nữa. Trời ơi wow. Dạ rồi đây xem tivi luôn trời. Ngắm cảnh luôn mát trời ông địa ha. Quá dữ. Quá tài gì đẹp thiệt chứ. Đủ thứ chuyện trên đời. Rồi mai mốt mày đỡ thừa tôi gì nữa đây. Ở mày đỡ thừa tôi leo lên bụng dặm rồi nằm đổi chển rồi dặm lên tay rồi. Rồi bây giờ tới quần áo cho rồi lấy lại. Ốp lên tôi gửi ông nuôi chứ tôi không có bán. Trời ơi. Dữ chưa, bởi vì mấy ngày nay vô canh me bắt cho bằng được con ốp lên. Nói chung của chị là em trả lời chị cho em muốn bắt lại là cái gì cản em không nổi. Tại vì em có mua bằng sổ sách đàng hoàng mà. Có chị ký tên đàng hoàng mà chứ không ai không ký đâu. Đó còn chị tự ý vô bắt nó đi á là chị là bị là vi phạm rồi đó. Tại vì của chị là thấy vậy thôi thì đưa lại cho chị nuôi đó. Để thôi chị mất công chị đi mua cũng vậy à. Mà giờ có tiền đâu nữa mà mua.
vợ ngày đi lụm da chai bán được có mấy ngàn đồng bạc, bán tháng trời chưa đủ tiền mua con cuốn nữa. Ông mở mà cho tiền là cứ mua tầm bậy tầm bạ hoài, giờ ai đâu mà cho nữa. Bán số không hả? Mặt kinh khỉnh kìa, mặt dễ thương dữ lắm á. Bởi vì giờ biết làm sao bị đi ra khỏi nhà rồi, hiểu rồi đó. Hiểu luôn. Cười ha. Biết sao bị ra khỏi nhà rồi bởi vậy. Chứ giờ mà một cành hoa bây giờ mà đi ra khỏi nhà ai nó cũng tiếc thương hết trơn. Mà đỡ mà để cây hoa này đi mất tiêu luôn là biết rồi. Hết thế. Dữ dằn như con thằng lằn. Nè nghe, tôi nghe nói cả này là đi theo mấy cái mấy thằng mà với mấy đứa mà ăn ngủ bụi bờ ở trên cầu ở trển, coi chừng có ngày bị lụm đó nha. Để chơi tầm bậy tầm bạ không đó nha. Đi theo đi, tụ tập giao du đi là đi lẹ luôn đó. Có ngày nó gài vô một cái rồi đó ha, khỏi thấy mà đi về luôn. Quá chừng quá đắt. Trời ơi, đồ cho rồi lấy lại, đồ mặc ông nội tôi cũng dám lấy. Mua dưới mấy bộ để tới giờ kìa. Mà nghe nói vậy thôi không dám đưa luôn. Đưa đây rồi công đem đi bỏ, cái tiền của tôi không chứ không phải không tiền đâu. Mà bây giờ tiền của ai cũng vậy hết trơn, cũng tiền ta mua không chứ không phải không tiền đâu. Đồ ta mua cho vừa mặc không mà mặc được bởi với hai đem đi dục bỏ chứ xong sao. Khó tài. Giờ không biết dùng cái liều thuốc cho trái tim nào cho chị không biết. Chị uống Fugaka sổ lãi này không biết là được không ở đây nè. Uống thuốc gì mua cho uống hả? Uống thuốc sổ lãi hay sổ dung? Thấy giờ cái bụng là dung lãi dữ lắm rồi đó. Quá chừng luôn cái bụng rồi nè, ngồi luôn kìa, trời ơi luôn kìa. Uống thuốc sổ dung hay sổ lãi mua cho? Uống thuốc gì hả? Kênh với nghinh không à, không để cho người ta thương gì chơi cái ngồi cái mặt tôi càng nghinh nghinh không. Khổ nó nghe đẹp. Quá chừng. Cho gì bán đó, có gì bán đó. Bán không còn cái gì manh giác hết trơn, làm sao mà có cái gì đó được. Giờ có chiếc xe đạp cũng không dám vào, vào đây chạy một bữa với hai lên dĩa nữa. Thôi để chiều tôi đạp lòng vòng, tôi đạp chơi cũng được. Đạp cho nó đỡ buồn. Đỡ hơn cái người không có được chiếc xe mà giờ mình có được chiếc xe đạp mình đạp. Ha. Ok không? Chừng nào mà chỉnh hình đi mới cho, chứ bây giờ kiểu này là không có cho. Mà nhưng mà rồi, thấy rồi, cái hình này là chỉnh không nổi đâu. Đó, kìa, đó, vậy đó. Gặp anh em lại đến quay á, thì hiền như cục bột vậy đó. Còn gặp mình đến quay á, là giống như là mình là phải là có trách nhiệm gì với chị vậy đấy ha. Ngồi cái kênh nghinh nghinh không à, tỏ thái độ quay quệ rồi. Còn gặp mấy anh em lại quay nữa, dạ, thưa, các kiểu. Mình với nhau cùng đá đỡ bóng không sao kỳ vậy đẹp. Kỳ vậy. Trời ơi trời, đá năm mấy nay mà còn chưa có ăn gơ ăn nhiễm gì mà cứ ăn hiếp nhỏ hoài. Bỏ tài. Thua thua. Thua gặp đẹp rồi. Thấy chưa. Gặp là ngồi ninh không vậy đó phải không. Nó không thèm nói gì hết trơn. Nó xoay mặt chỗ khác không nè. Xoay về hướng nãy xoay qua kia nè. Đó thấy chưa. Bây giờ chính giữa cái xoay quanh chỗ khác nè.
đó. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, nó vậy đó, đó thấy chưa, xe qua đây cái xe qua chỗ khác nè, đó thấy chưa quý vị, thấy không, xe qua đây cái xe lại chỗ nữa nè, đó thấy chưa, thấy không, nhớ đi nghe, nhớ đi nghe, nhớ đi đó, cái bụng ghét coi nè, nè bụng này giờ không biết bao nhiêu vuông sáng ở trọng rồi đó. Đó con đó nó chạy kìa, đó nó chạy lăng quăng kìa. Ừ kìa đã lên hãy nè, đó hôm nay anh chơi nhặt gáp không nè, đó thôi kìa, trời ơi xuống mày, lên xuống làm chuyện khó coi quá, lên nhảy nhặt gáp không mà, thôi đi xuống. Lên đó kìa, đi xuống, lên làm cái gì đâu không à, thôi về nói vậy thôi chứ giờ hết biết phép rồi, này chỉ nước là mua là cho bà giày viên vua ca uống cho nó sổ lãi thôi à, quá chừng quá đắt luôn. Giờ sao giờ tắm không, tắm đưa bộ đồ khác cho thay nè, đồ tôi mua tắm không, không rồi vậy thôi không tắm rồi, trả lời thẳng như luôn không tắm luôn hả, không tắm luôn, tắm cho 50 ngàn lấy không, tắm không, trả lời thẳng luôn trời, không tắm luôn, cảm ơn nha chị, tắm tôi sạch đó.